Thưa quý vị, ngày hôm nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức họp triển khai công tác ứng phó với cơn bão số 7 có tên quốc tế là Yinh Xinh. Dự kiến bão sẽ gây tác động tại khu vực Trung Bộ, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, sáng ngày 11 tháng 11, bão số 7 sẽ bắt đầu di chuyển vào Biển Đông, mặc dù bão có khả năng suy yếu dần khi vào gần bờ. Tuy nhiên, hoàn lưu mưa sau bão tại khu vực Trung Bộ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây sạt trượt, lở đất tại khu vực này. Tôi đề nghị các địa phương ở khu vực này tập trung nguồn lực để khắc phục nhanh cái hậu quả của cơn bão số 6 và cái ba cái đợt mưa vừa rồi ở đây. Chúng ta mà khắc phục nhanh đi, thời gian chúng ta còn, cố gắng làm sao mà dọn dẹp vệ sinh môi trường những cái chỗ sạt trượt chúng ta đã có, thì cố gắng có những cái khắc phục khẩn cấp. Các bộ ngành và địa phương cần thực hiện nghiêm công điện ngày 7 tháng 11 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến chủ động ứng phó bão số 7, cần tổ chức theo dõi sát tình hình, chủ động chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác ứng phó bão, lũ theo nhiệm vụ thẩm quyền đã được phân công. Thưa quý vị, vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 8 tháng 11 tại công ty Quy Hà Việt Nam thuộc khu công nghiệp Sông Công 1, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra cháy lớn. Lực lượng chức năng đã huy động 20 xe cứu hỏa và hàng trăm chiến sĩ phòng cháy chữa cháy kịp thời khống chế vụ cháy. Tại thời điểm xảy ra cháy, có khoảng trên 300 công nhân đang làm việc tại xưởng sản xuất kim của công ty. Trong quá trình làm việc, công nhân có nghe thấy tiếng nổ tại khu vực tường ở cửa trước. Do phần mái làm bằng tôn xốp, trần nhà xốp nên chỉ sau vài giây, lửa đã lan nhanh và thiêu rụi toàn bộ máy móc, thiết bị nhà xưởng. Rất may là vụ cháy không có gây thiệt hại về người. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra và làm rõ nguyên nhân của vụ cháy.